Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hai cuộn len màu xanh với màu da, một cái kim, một chiếc móc cái kéo và một cái súng bắn keo. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một vòng tròn giống như chúng ta hay móc vòng tròn ma thuật. Lên cho tôi 13 bính nha. Khúc này len hơi rối xíu. Cứ tiếp tục như vậy cho đến mũi bính thứ 13. Sau khi được 13 bính, chúng ta móc tiếp 11x vào chân mũi thứ 2. Khi đã móc đủ 11x, ta móc ở chân mũi tiếp theo một mũi V kép. Mũi V kép chúng ta sẽ móc 3 mũi x chung một chân. Móc tiếp cho tôi 10x và một mũi V. Kết thúc hàng thứ nhất. Tiếp đó đến hàng thứ hai, móc cho tôi một mũi V 10 mũi X. Sau đó móc tiếp 3 mũi V, 10 mũi X, 2 mũi V. Kết thúc hàng số 2 rồi. Ở hàng cuối chúng ta móc một mũi X, một mũi V, 10 mũi X. Sau đó móc tiếp cho tôi một cụm bao gồm 1X, 1V, lặp lại 3 lần nha. Cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc hàng thứ 3 bằng 10 mũi X và lại thêm một cụm 1X, 1V lặp lại 3 lần. Có thể móc thêm mấy mũi đơn nếu mọi người cảm thấy nó chưa được tròn nha. Tiếp theo ta sẽ đổi len móc phần viền. Đây là cách mình hay sử dụng để đổi len nha. Đầu tiên ta sẽ lấy cây móc móc qua hai đầu len như trên video. Sau đó móc sợi len cần thay qua. Ở đây mình dùng màu da thay cho màu trắng. Các bạn có thể thay đổi màu len tùy theo sở thích của các bạn nha. Ở phần viền ta sẽ lên 3 bính và 1 mũi X, làm như vậy cho đến hết hàng nha. Sau khi móc xong viền, chúng ta sẽ có một chiếc vỏ kẹp như thế này. Tiếp theo ta sẽ giấu len thừa ra đằng sau. Lấy cây móc len, móc sợi len thừa ra đằng sau rồi buộc với sợi len gần nhất ở đó. Làm như vậy len sẽ chắc hơn và khó bị bung.
Chúng ta không nên để len quá dài vì khi ta dán miếng lót len thừa sẽ bị lộ và rất xấu. Ở đầu video ở phía trên chiếc kẹp sẽ có 3 dấu X. Chúng ta cần một cái kim, xỏ len qua, bắt đầu khâu vào chiếc vỏ. Nhớ là khi khâu ta cần phải căn 3 dấu X sao cho được đều và đẹp. Sau khi đã được như thế này, ta sẽ giấu len ra đằng sau. Ngoài những dụng cụ cần thiết ở đầu video khi làm kẹp tóc, tất nhiên chúng ta nên có một chiếc kẹp và một miếng lót. Ở một số kiểu móc kẹp, không nhất thiết phải có miếng lót. Sau đó ta cần cố định chiếc kẹp với miếng lót, dùng súng bắn keo dán sao cho nó chắc nhó. Chú ý đừng có dán ẩu như tôi nha, lệch là xấu lắm luôn á. Khi dán vỏ kẹp chúng ta cần căn cho thật chuẩn để kẹp không bị lệch, đừng có dán ẩu như tôi nha mặt bùn. Sau khi thực hiện xong bước cuối cùng là ta đã có một chiếc kẹp xinh như này rồi.